Sỏi xin chào cả nhà, rất vui được gặp lại mọi người qua kênh của Sỏi. Hồi nhỏ, mỗi lần trời mưa là Sỏi thích lắm, được tắm mưa, trượt nước nè, thả thuyền nữa, nhiều trò lắm nha. Có bạn nào mà sau mỗi cơn mưa to thì hay chơi thả thuyền giống như Sỏi không? Nếu chưa thì cùng làm thuyền thả với Sỏi nhé. Làm thuyền rất đơn giản nha, mọi người nhìn kỹ video Sỏi làm một lần là sẽ biết liền à. Đầu tiên là chúng ta cần một tờ giấy hình chữ nhật, sau đó xếp tờ giấy lại làm đôi theo chiều dọc của hình chữ nhật. Các bạn cố gắng gấp cẩn thận thật chính xác nha. Sau đó ta sẽ mở tờ giấy ra và gấp tờ giấy lại thành làm tư như trong video nhé. Nói chung là mỗi công đoạn các bạn gấp cẩn thận thì chiếc thuyền của mình sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Tiếp tục thì chúng ta sẽ gấp ở cái nửa còn lại. Chúng ta tiếp tục gấp lại làm đôi như thế này. Cẩn thận thì các bạn nhớ miết kỹ cái tờ giấy một chút xíu. Sau đó chúng ta sẽ xoay cái tờ giấy lại và xếp các góc nhọn như thế này. Góc nhọn này khi hoàn thành sẽ trở thành mũi thuyền của chúng ta đó. Cho nên là chúng ta cố gắng làm cẩn thận thì cái mũi thuyền nó sẽ nhọn, đẹp hơn. Tiếp tục chúng ta sẽ xoay ngược lại và ta gấp tương tự y như cái đầu hồi nãy luôn. Cũng gấp một góc nhọn luôn. Vậy là mình được hai cái mũi nhọn của thuyền rồi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ gấp tiếp một cái góc nhọn chồng lên tiếp nữa. Các bạn nhớ gấp cẩn thận và đúng chiều nha. Xong thì mình sẽ xoay ngược tờ giấy lại, mình xếp cái góc nhọn vô y như hồi nãy vậy đó. Rồi nói chung là hai đầu của chúng ta phải giống nhau nha. Ở chỗ các mũi nhọn này các bạn cẩn thận nha, tại vì nó dày á cho nên là rất là khó. Mình cố gắng mình làm sao mình để mình miết cho nó thẳng nhọn nha. Tiếp tục thì chúng ta xoay ngang tờ giấy lại và bắt đầu xếp hai bên vô. Các bạn để ý Sỏi làm nè, khâu nào Sỏi cũng cố gắng miết thật kỹ cái tờ giấy để cho nếp gấp nó thật là cứng. Các bạn miết chặt rồi mình gấp ngược tờ giấy lại với nhau như thế này. Bắt đầu mình sẽ lộn ngược cái tờ giấy lại. Cố gắng lộn thật cẩn thận, kẻo rách cái chiếc thuyền của chúng ta nữa nha. Xong rồi, như thế này đã hoàn thành được một chiếc thuyền rồi nè. Nếu như mà bạn nào thấy chiếc thuyền này không được đẹp thì mình sẽ gấp chiếc thuyền có mui nha. Chiếc thuyền có mui cũng giống chiếc thuyền hồi nãy á. Mình cũng cần một tờ giấy hình chữ nhật, sau đó gấp đôi tờ giấy lại. Chúng ta cũng cố gắng miết chặt các nếp gấp giống như hồi nãy mình xếp cái chiếc thuyền kia nha. Các bạn canh làm sao mà cái nếp gấp đó phải nằm chính giữa của cái hình chữ nhật hồi nãy nha. Rồi tiếp theo chúng ta cũng mở bung cái hình chữ nhật ra, lật ngược lại và xếp hai cái đầu của hình chữ nhật lại với nhau. Cái này chính là cái mui của chiếc thuyền á. Bạn nào muốn mui của chiếc thuyền to á, thì mình xếp cái miếng gấp này to một chút xíu. Còn muốn mui nhỏ thì mình sẽ xếp miếng gấp này nhỏ lại. Nhớ là gấp đều hai bên luôn nha, thì sẽ được hai cái mui trên chiếc thuyền. Rồi mình sẽ lật ngược lại và mình xếp tương tự như mình xếp cái thuyền hồi nãy vậy đó. Hai kiểu chiếc thuyền này đều giống nhau về cách xếp, chỉ khác á, là chiếc thuyền có mui á, thì mình sẽ lật ngược tờ giấy ra để mình xếp hai cái mui lại thôi. Còn lại cái cách xếp nó cũng y hệt như chiếc thuyền hồi nãy luôn. Cũng gấp làm tư, sau đó mình gấp các mũi nhọn lại với nhau. Các bạn nhớ chú ý một chút xíu là khi mà gấp chiếc thuyền có mui á, cái mui là bạn phải lật ngược cái tờ giấy lại để mình gấp hai cái mui thuyền. Còn nếu như mà bạn nào để im cái tờ giấy mà gấp cái mui thuyền á, thì lát nữa chiếc thuyền của mình nó không có cái mui đâu nha. Các bạn xem video thì nhớ bấm đăng ký, like và chia sẻ giúp Sỏi nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bởi vì chiếc thuyền này là chiếc thuyền giấy á, nên các bạn cố gắng là đợi tạnh mưa hoặc là gần tạnh mưa, khi mà mưa nhỏ hạt á, thì các bạn sẽ đem chiếc thuyền này ra thả nha. Bạn nào mà đem thả sớm trong mưa là chiếc thuyền trôi được có một đoạn sau đó nó chìm à. Bình thường mà khi Sỏi thấy trời mưa to là Sỏi bắt đầu xếp thuyền, xếp rất là nhiều chiếc thuyền, xong rồi để đó tới khi mà trời gần tạnh mưa là bắt đầu Sỏi đem ra Sỏi thả chơi. Thả xong hết tất cả các thuyền mà Sỏi xếp rồi á thì trời cũng đã tạnh mưa. Trời tạnh mưa thì Sỏi sẽ bắt đầu đi lượm hết tất cả các chiếc thuyền hồi nãy mình thả, sau đó bỏ vô thùng rác. Mình chơi xong rồi thì mình phải dọn vệ sinh, đây là điều tất nhiên rồi phải không các bạn? Các bạn đã xếp xong hai chiếc thuyền chưa? Sỏi đã xếp xong hai chiếc thuyền rồi nè, đây là chiếc thuyền có mui. Hoàn chỉnh rồi đây, mui hơi nhỏ một chút xíu, nếu bạn nào muốn mui bự thì hồi nãy Sỏi nói rồi, xếp cái đường gấp đó bự hơn xíu. Đây, đây là thành phẩm của Sỏi đây, chúng ta chuẩn bị đi thả thuyền thôi. Các bạn nhớ bấm đăng ký, like và chia sẻ giúp Sỏi nha. Cảm ơn cả nhà nhiều.